Con không tăng cân luôn là vấn đề khiến các mẹ phải lo nghĩ. Nhưng các mẹ không cần phải lo lắng cũng như không cần phải vắt óc nghĩ các món ăn cho trẻ bởi vì tại đây tôi sẽ chia sẻ cho mẹ bí kíp nuôi con khỏe với thực đơn cho bé 3 tuổi chậm tăng cân với đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Cách giúp mẹ phát hiện bé 3 tuổi chậm tăng cân 3 tuổi là độ tuổi đang trong giai đoạn vàng để giúp phát triển toàn diện về chiều cao, cân nặng và cả trí tuệ. Tuy nhiên ở giai đoạn này lại có một số bé không có biểu hiện gì của sự phát triển đó cả hay sự thay đổi quá ít so với các bạn bè cùng lứa tuổi. Để biết được bé 3 tuổi có đang chậm tăng cân hay không mẹ hãy theo dõi bảng cân nặng tiêu chuẩn của tổ chức WHO công bố để làm mốc so với cơ của mình. Bé 3 tuổi cần bình thường ở bé trai cân nặng 14,3 kg với chiều cao là 91,6 cm. Nếu bé chậm dưới mức này có thể bé nhà bạn đang chậm tăng cân và có thể suy dinh dưỡng nếu cân nặng dưới 11,3 kg và chiều cao dưới 88,7 cm. Với bé gái thì mức cân nặng tiêu chuẩn này thấp hơn một chút. Bé gái 3 tuổi bình thường có cân nặng khoảng 13,9 kg, cao 95,1 cm và ở mức suy dinh dưỡng nếu cân nặng dưới 10, 8 kg và chiều cao dưới 87,4 cm. Mẹ cần phát hiện tình trạng bé chậm tăng cân sớm để khắc phục kịp thời nếu không bé sẽ rất dễ bị còi xương suy dinh dưỡng và chậm phát triển. Nếu mẹ thấy bé ăn nhiều nhưng cơ thể không thay đổi gì hay ăn quá ít, hay cáu kỉnh và quấy khóc nhiều thì mẹ cần quan tâm đến con nhiều hơn. Nguyên nhân bé 3 tuổi chậm tăng cân. Điều đầu tiên mẹ cần chú ý đến là chế độ dinh dưỡng cho bé 3 tuổi đã đủ các chất quan trọng chưa bao gồm chất đạm, chất bột, chất béo, vitamin và khoáng chất. Trẻ bị thiếu một trong những nhóm chất này cũng ảnh hưởng đến cân nặng của trẻ. Một nguyên nhân khác cũng hay xảy ra là trẻ biếng ăn nên không nạp đủ năng lượng hàng ngày mặc dù mẹ có cung cấp đủ bốn nhóm dinh dưỡng trên. Hay do mẹ phân bố thời gian ăn không đều, bé chưa đói đã được cho ăn phụ rồi và bữa ăn phụ gần với bữa chính, dẫn đến ăn chính bé không ăn được nữa. Ngoài ra có thể là do vấn đề cơ địa của bé 3 tuổi không dung nạp được một số chất như lactose trong sữa hay đạm, bé ham chơi không muốn ăn. Hay ở trẻ mắc các bệnh lý về rối loạn tiêu hóa, mắc các bệnh do nhiễm trùng và ký sinh trùng gây ra. Mối nguy hại dài hạn khi bé 3 tuổi chậm tăng cân mẹ cần phải cảnh giác. Bé 3 tuổi không tăng cân dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch cơ thể. Bé thiếu các dưỡng chất cần thiết nên không thể tăng cân được, sức khỏe yếu do đó tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật xâm nhập vào cơ thể gây bệnh. Khi bị mắc bệnh bé cũng chậm khỏi do hệ miễn dịch suy yếu dẫn đến tình trạng càng sụt cân và gầy yếu. Đối với bé 3 tuổi không cung cấp đủ chất béo, DHA tauzin sẽ cản trở đến quá trình hoàn thiện bộ não của trẻ. Do đó bé thường có biểu hiện lờ đờ, chậm hiệu, phản xạ kém, dẫn đến nhiều hệ lụy về sau. Bé 3 tuổi chậm tăng cân nguy cơ dẫn đến còi xương và suy dinh dưỡng. Do bé bị bổ sung thiếu canxi để phát triển chiều cao và mắc suy dinh dưỡng do thiếu chất toàn diện. Thực đơn cho bé 3 tuổi chậm tăng cân. Trước khi nghĩ ra một thực đơn tăng cân cho bé 3 tuổi chậm tăng cân mẹ cần nắm được nguyên tắc sau. Tính toán lượng dinh dưỡng phù hợp với bé 3 tuổi. Lựa chọn thực phẩm phù hợp với bé 3 tuổi theo lượng calo trong từng thực phẩm để bổ sung đủ tránh thừa cho bé. Chế biến phù hợp để trẻ dễ hấp thu, ưu tiên chế biến thực phẩm dưới hình thức cơm nát giúp cho trẻ dễ ăn, dễ tiêu hóa, hạn chế nhiều dầu mỡ, thêm gia vị phù hợp. Mẹ không cần lo lắng nghĩ thực đơn cho bé 3 tuổi chậm tăng cân nữa. Các chuyên gia dinh dưỡng của chúng tôi sẽ gợi ý cho mẹ các thực đơn giúp bé tăng cân. Bé 3 tuổi cần có khoảng 4 đến 5 bữa trên ngày để dễ cho việc tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Bữa sáng thường bắt đầu khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 gồm có một bát cháo lươn hoặc sườn, một quả chuối tiêu hoặc một bát phở bò hoặc gà, một miếng cam. Bữa trưa gồm có một chén cơm, món ăn chính gồm có gà kho hoặc thịt viên sốt cà chua hoặc cá thu kho hoặc thịt bò xào. Món canh có thể là canh mướp ngọt hoặc rau ngót thịt băm hoặc cải thịt băm hoặc rau dền nấu tôm hoa quả tráng miệng là một miếng bơ hoặc một quả quýt hoặc một miếng dưa hấu hoặc một miếng cam bữa tối gồm có một chén cơm món ăn chính là thịt bò xào giá hoặc tôm rim thịt hoặc canh gà lá răng hoặc cá chép hấp gừng món rau là canh rau muống thịt băm hoặc canh cá nấu cải hoặc đậu hà lan xào thịt hoặc su su xào thịt tráng miệng là một quả hồng hoặc một chùm nho nhỏ hoặc một quả quýt hoặc một miếng đu đủ chín Bữa phụ một gồm có súp thịt bò khoai tây, bánh cỡ nhỏ và sữa, cháo tôm, miến lươn, sữa chua. Bữa phụ hai gồm có cháo hầu hoặc cháo ếch hoặc sữa hoặc phô mai hoặc váng sữa. Với những bé biếng ăn hay lười ăn mẹ cần chú ý việc kéo dài bữa ăn cho bé khiến bé chưa kịp đói đã phải ăn bữa tiếp khiến bé càng sợ ăn hơn. Bên cạnh các thực đơn tăng cân cho bé 3 tuổi chậm tăng cân mẹ có thể bổ sung men tiêu hóa amano enzyme gold cho bé 3 tuổi. Men bổ sung các lợi khuẩn và enzyme tiêu hóa sẽ hỗ trợ vấn đề tiêu hóa và hấp thu thức ăn cho trẻ. Bé sẽ nhanh đói hơn và ăn được nhiều hơn, đồng thời chúng cũng làm tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng do đó bé có thể tăng cân. Với những bé biếng ăn men tiêu hóa Amano Enzyme Gold bổ sung các thành phần kích thích bé ăn ngon như kẽm, taurin, lysine. Vitamin nhóm B từ đó giúp bé ăn ngon miệng hơn, ăn nhiều và tăng cân. Hơn nữa với bé 3 tuổi việc phát triển chiều cao và trí não cũng rất quan trọng. Men tiêu hóa amano enzyme gold giúp bổ sung bộ đôi canxi và vitamin D3 giúp trẻ tăng cường hấp thu các canxi để tăng chiều cao cho bé. Và DHA giúp phát triển trí não cho bé 3 tuổi. Nhờ đó mà bé 3 tuổi có thể phát triển toàn diện và tối đa. Mong rằng mẹ có thể tìm được thực đơn cho riêng mình giúp bé 3 tuổi tăng cân phù hợp. Chúc bé yêu nhà bạn luôn được khỏe mạnh và tăng cân đều. xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc lê minh tuấn để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo